Rồi, ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cặp đôi mới. Thì ở trong chuỗi series đôi này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về lộ trình để các bạn có thể tự học được phần mềm AutoCAD 2021. Và trong cái bài học đầu tiên này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về giao diện cũng như là những cái cách mà chúng ta có thể lưu và tạo mới một cái bản vẽ ở trong phần mềm AutoCAD 2021 như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi, đây là cái màn hình desktop của mình, đúng không? Nếu như hiện tại các bạn đang cài cái phiên bản là AutoCAD Mechanical, các bạn muốn sử dụng cái giao diện thường thì các bạn chọn vào cái tab là Start, cái nút Start của mình. Sau đó các bạn kéo xuống cái mục là Autodesk, thì cho các bạn thấy là chúng ta có một cái thư mục là AutoCAD Mechanical 2021. Các bạn ấn vào đây. Khi mà các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy hai cái phiên bản. Phiên bản đầu tiên là AutoCAD 2021, phiên bản thứ hai là phiên bản AutoCAD Mechanical 2021. Và trong cái trường hợp này, mình đang chia sẻ cho các bạn là sử dụng cái giao diện của phiên bản AutoCAD thường, thì chúng ta sẽ chọn vào cái đầu tiên, nhấp chuột trái vào đây. Thì nó sẽ khởi động lên cho chúng ta cái giao diện AutoCAD thường. Đây là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai, nếu như mà các bạn đã mở lên cái giao diện AutoCAD Mechanical rồi, thì các bạn có thể vào Option, các bạn vào Raw File, giống như là lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn cũng đổi về cái giao diện bình thường. Còn đa phần các bạn bên xây dựng thì các bạn sử dụng AutoCAD thường này, thì các bạn chỉ cần click vào cái biểu tượng ở ngoài desktop thì các bạn cũng khởi động được nó rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi khởi động cái phần mềm lên nha các bạn. Rồi ok ha, đây chính là cái giao diện mặc định. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần đầu tiên. Đây chính là cái lộ trình ha, đây chính là cái lộ trình nè, đây chính là cái lộ trình. Các thao tác chuột thì chúng ta chưa, bắt điểm thì chưa, mở thì chưa, thiết lập thì chưa. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái giao diện trước nha. Các bạn là người mới mà, mình sẽ chia sẻ cho các bạn đi từ đầu luôn là giao diện trước. Thì đây chính là cái giao diện lúc mà các bạn mới mở phần mềm lên nha. Đây chính là cái giao diện mà các bạn mới mở cái phần mềm lên lúc đầu. Đây chính là cái giao diện. Thì tại cái giao diện này các bạn để ý giúp mình nha. Tại cái giao diện này các bạn để ý giúp mình là những cái nội dung sau. Đầu tiên ở trên đây các bạn sẽ thấy có được một cái toolbar nè, đúng không? Có được một thanh toolbar nè. Ở dưới đây các bạn sẽ thấy được cái biểu tượng là chữ star nè, với cái biểu tượng dấu cộng. Đó. Rồi ở dưới đây các bạn sẽ thấy được cái gì? Là một cái nút get star. Rồi ở bên đây các bạn sẽ có được một cái cột là resend document. Ở bên đây các bạn sẽ có được một cái notification. Rồi đặc biệt các bạn để ý cho mình ở trên đây nè, cái dòng chữ nè, nó đang để là gì các bạn? Nó đang để là Autodesk AutoCAD 2021, tức là đây là cái giao diện của AutoCAD 2021 nha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nói về từng cái ứng dụng. Đầu tiên các bạn sẽ để ý nè, ở trên cái thanh toolbar này chúng ta có những cái biểu tượng, ví dụ như là mở một cái bản vẽ mới, mở một cái bản vẽ có sẵn nó, hoặc là chúng ta có thể là mở một cái bản vẽ từ trên điện thoại, và một cái biểu tượng chữ A lớn. Thì chữ A lớn mình không có cần, cái thanh này thì chúng ta cũng không có sử dụng nhiều nên các bạn có thể bỏ qua cái phần này. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy một cái ô đây, là nó có tự chữ là star với cái nút cộng. Thì cái chức năng của cái biểu tượng này là nó giúp chúng ta gì các bạn? Cái chức năng của dấu cộng này là nó giúp cho các bạn mở một cái bản vẽ mới nhanh. Thứ hai nữa là đây gọi là các file tab, tức là nó sẽ quản lý tất cả các bản vẽ ở trong cái bản vẽ mà các bạn mở ra khi mà các bạn làm việc ha. Ví dụ các bạn mở bản vẽ 1, mở bản vẽ 2, mở bản vẽ 3, mở bản vẽ 4, thì nó sẽ hiển thị cái bản vẽ đó nằm ở trên cái thanh file tab này. Thì đi vào cái cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nha. Rồi tiếp tục là nói về cái phần Retina. Retina cũng tương tự, ở đây chúng ta cũng mở ra một cái bản vẽ mới. Nếu như mà chúng ta muốn mở ra một cái bản vẽ mới thì các bạn chọn vào cái nút là Start Rewind ở đây, các bạn cũng mở ra được một cái bản vẽ mới. Ok chưa? Ngoài ra chúng ta có thể mở một cái bản vẽ stemless, chúng ta mở một cái set sheet, chúng ta có thể là mở một cái bản vẽ ở trên môi trường online, một cái stemless ở trên môi trường online. Rồi đây là cái nội dung của thằng này. Rồi cái nội dung của thằng thứ ba là cái tab là Resend Document này. Thì ở cái tab Resend Document này nó sẽ hiển thị những cái bản vẽ nào mà chúng ta vừa mới mở gần đây. Các bạn sẽ thấy là 6 giờ lúc mà 6 giờ 54 phút thì mình mở cái bản vẽ này đúng không? Rồi 6 giờ 51 phút thì mình mở bản vẽ này, rồi 6 giờ 29 phút thì mình mở bản vẽ này.
Rồi lúc mà 1 giờ thì mình mở bảng vẽ này thì nó sẽ hiển thị ra ở đây, mục đích ra là để giúp cho các bạn truy cập được cái bảng vẽ nữa nha. Thay vì các bạn vào cái thư mục để các bạn tìm cái hộp giảm tốc một cấp này thì không cần nữa, ở đây nó sẽ liệt kê sẵn ở đây cho các bạn luôn. Thì các bạn chỉ cần nhấp vào một cái là các bạn sẽ mở ra được một cái bảng vẽ này và chúng ta tiếp tục làm việc với nó. À, đây là một cái rất là hay ha, khá là hay. Rồi cái mục tiếp theo là cái phần notification. Cái phần notification này nó là cái thông báo đó. Nếu như mà mình có một tài khoản ở trên trang Autodesk á thì nó sẽ có những thông báo khi mình update, thì nó sẽ có những cái thông báo ở trên đây. Ok. Rồi ở dưới đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai mục ha, một mục là career, một mục là learn. Các bạn chọn lên á thì nó sẽ có những cái video của thằng Autodesk. Ở đây thì những cái video này là những video trực tiếp của thằng Autodesk luôn. À, có thằng AutoCAD nó ấy cho mình luôn. Nó hỗ trợ cho mình, nó dạy cho mình luôn. Nhưng mà nó không có cụ thể đâu các bạn. Các bạn dành thời gian các bạn xem cũng được nha. Nó cũng tốt, nó cũng hay. Chúng ta có thể dành thời gian chúng ta xem như đây. Ok. Ở đây chính là cái giao diện tổng quan khi mà các bạn mới mở phần mềm lên. Nó rất là đơn giản. Vậy thì khi mà chúng ta mở cái phần mềm sau vào á, vào cái môi trường làm việc á, thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế nào. Để mà mở nhanh á, thì chúng ta chọn dấu cộng mới là nhanh nhất. Đây là cách mình thường làm. Mình chọn dấu cộng là nhanh nhất. Ở đây chính là cái môi trường làm việc chính của hàng AutoCAD. Đây chính là môi trường làm việc chính của hàng AutoCAD. Rồi ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu về cái giao diện nè. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu về cái giao diện. Ở cái giao diện này các bạn để ý cho mình, đầu tiên á, là nó cũng có một thanh tool bar ha. Đó, thanh tool bar. Thứ hai là cái giải ribbon. Đây là giải ribbon. Thứ ba là cái file tab. Đây file tab giống như lúc nãy mình đã nói đó. Mình mở một cái Darwin 1, mình mở một cái Darwin 2. Rồi đây là cái môi trường làm việc ha. Đây là môi trường mà để chúng ta phát thảo, chúng ta vẽ. Rồi. Các bạn thấy là đây là chúng ta hiện tại có 3 tab mặc định ha. Tab model nè, tức là môi trường chúng ta thiết kế môi trường model. Layout là môi trường chúng ta thiết kế môi trường giấy, là môi trường layout. Rồi ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái là một cái thanh tool nữa, tool pa nữa. Nhưng mà ở đây nó nhiều quá, chút xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách tắt đi bớt ha. Nó nhiều quá, cái nào mà không cần thiết thì chúng ta sẽ tắt đi bớt. Còn cái nào mà chúng ta xài á, chúng ta sử dụng á, thì chúng ta sẽ để lại. Chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn có thể là giữ lại những cái nào mà cần thiết. Còn những cái không cần thiết thì chúng ta tắt đi để cho nó gọn. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào từng cái thằng chính xem nó có cái chức năng như gì. À, có chức năng như thế nào. Ví dụ, ở đây các bạn thấy là cái thanh tool bar đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ thao tác nhanh được những cái, ví dụ là chúng ta mở một cái bản vẽ mới, mở một cái bản vẽ có sẵn, chúng ta lưu lại một cái bản vẽ, hay là chúng ta lưu lại một cái bản vẽ với một tên gọi khác, hay là chúng ta in bản vẽ. À, thì cái này nó giống như Word, Excel thôi, nó không có gì khác hết. Ok chưa? Rồi, cái thứ hai là các bạn sẽ thấy là cái giải ribbon. Đây chính là cái giải ribbon. Ở trên cái giải ribbon này nó có rất là nhiều tab nha các bạn. Nó có tab home nè. À, nó có tab insert nè. Đó, rồi nó có tab parameters nè, view nè. Thì mỗi một tab nó đều có cái chức năng và đều có những cái công cụ riêng. Và đi sâu vào từng phần ở phía sau á thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách ứng dụng của những cái tab đó, của những cái công cụ đó. Ví dụ như là ở tab home thì chúng ta sẽ có cái thanh là những cái công cụ vẽ cơ bản nè. Và chúng ta có được những cái công cụ để mà chúng ta hiệu chỉnh bản vẽ nè. Chúng ta có thể là ghi chữ, chúng ta có thể dim nè, chúng ta có quản lý layer nè, chúng ta có insert một cái bản vẽ, insert một cái block hay là insert hình ảnh nè, chúng ta có property để chúng ta chỉnh sửa thuộc tính nè, đó, chúng ta có group nè, chúng ta có đo thực tế nè. Đó, thì ở cái tab home nó có rất là nhiều cái để mà chúng ta làm. Thì đi vào từng phần sau á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước để mà chúng ta sử dụng đó nha. Rồi ở cái tab file thì giống như lúc nãy mình có chia sẻ cho các bạn rồi. Cái tab file là cái tab mà nó chứa những cái bản vẽ nè. Ví dụ mình mở thêm một cái bản vẽ nữa thì nó sẽ là Darwin 2. Nó sẽ nằm trên đây để cho chúng ta quản lý được. À, hiện tại ở trên cái màn hình làm việc của mình đó là mình mở bao nhiêu bản vẽ. Và mình có thể là chuyển đổi giữa bản vẽ này với bản vẽ kia để mà mình thao tác mình làm việc. Rồi, đây là cái không gian làm việc chính. Đây là cái không gian làm việc chính. Cái không gian này là cái không gian mà để cho chúng ta vẽ nha. À, không gian này là không gian để mà chúng ta vẽ. Ok. Rồi, cái tab ở dưới đây là cái tab model, cái tab layout giống như lúc nãy mình đã nói. Là model là môi trường mà chúng ta thiết kế, còn layout là môi trường mà chúng ta trình bày. À,
Layout là môi trường chúng ta trình bày để giấy vẽ. Rồi cái thanh dưới đây là cũng là một cái thanh toolbar, nó chứa rất là nhiều công cụ, nó chứa rất là nhiều công cụ, và đi sâu vào ở những cái phần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái công cụ đó là gì và chức năng nó như thế nào, chúng ta sử dụng làm sao, cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Ok chưa? Thì giao diện nó đơn giản vậy thôi. Đó, giao diện đơn giản vậy. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái cục này, nó có cái cục này. Qua cái cục này các bạn có thể chuyển 3D. Các bạn đang vẽ 2D rồi, các bạn muốn chuyển 3D thì các bạn sẽ bấm vào đây. Để các bạn chuyển qua môi trường 3D, các bạn vẽ. Thì ở trong AutoCAD mình không có sử dụng AutoCAD để mình vẽ 3D, do đó cái cục này là vô dụng. Cái cục này thì mình không có xài. Và ví dụ như là ở chuyên ngành của các bạn có xài á, thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng đó để các bạn vẽ 3D. Bây giờ mình sẽ xem lại cái giáo trình của mình. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu bản vẽ, rồi cách mở bản vẽ, rồi cách lưu tên gọi khác ha. Nó đơn giản thôi, cái này mình đi nhanh chắc khoảng 1-2 phút vậy đó. Đầu tiên để mà các bạn muốn mở một cái bản vẽ mới lên á, các bạn có thể ấn vào dấu cộng ở đây để các bạn mở bản vẽ lên ha. New. Các bạn cũng mở được một cái bản vẽ mới. Thứ hai là các bạn bấm vào cái thằng new ở trên đây nè, biểu tượng new trên đây nè. Đó, thì nó xuất hiện cái hộp thoại. Hộp thoại này nó kêu chúng ta chọn một cái bản vẽ template, bản vẽ mẫu, thường chúng ta chọn ACAD ISO. Ok, cũng mở ra được một cái bản vẽ mới. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phím là Ctrl N ha, Ctrl N. Ctrl N. Thì nó cũng mở ra cái hộp thoại, từ đó các bạn cũng mở ra được một cái bản vẽ mới. Đó. Rất là đơn giản thôi. Y chang Word, y chang Word, y chang Excel, không có gì mà khác hết. Rồi, ok ha. Đây là mở bản vẽ mới. Bây giờ nếu như mình chúng ta mở một cái bản vẽ có sẵn á thì chúng ta làm sao? Để mở một cái bản vẽ có sẵn thì chúng ta chọn vào Open ha, chọn vào Open. Chọn vào Open. Open thì ở đây chúng ta sẽ chọn đến một cái thư mục để chúng ta lưu bản vẽ. Chọn đến thư mục chúng ta lưu bản vẽ. Ví dụ chọn desktop có bản vẽ nào không? Đó. Ví dụ mình chọn bản vẽ lắp này đi. Đó. Thì chúng ta bấm Open để chúng ta mở nó lên. Hoặc là cái cách thứ hai, các bạn gõ cho mình cái lõm tắt là Ctrl O. Ctrl O ha. Ctrl O thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, chúng ta chọn đến cái thư mục chúng ta lưu các bạn vẽ thì sau đó chúng ta mở lên. Sau đó chúng ta mở lên. Rất là đơn giản. Rồi, khi mà chúng ta vẽ xong rồi, khi mà chúng ta vẽ xong rồi, bây giờ mình muốn lưu các bạn vẽ này lại thì các bạn có thể chọn nhanh là các bạn chọn lưu ở đây. Chọn cái biểu tượng lưu ở đây ha, chọn save. Chọn save. Sau khi mà các bạn chọn save xong thì các bạn sẽ chọn đến cái thư mục lưu. Ví dụ mình chọn vào ngoài desktop. Desktop thì ở đây mình có là AutoCAD nè. Đó. Rồi ở đây mình đặt tên cho nó. Rồi sau đó mình nhấn save thì nó sẽ save lại cho mình. Rồi trong trường hợp mà mình muốn lưu cái bản vẽ này với một tên gọi khác. Trong trường hợp mà mình muốn lưu cái bản vẽ này với một tên gọi khác thì mình bấm vào cái chữ save của cái Facebook ở đây. Save S. Bấm vào save S. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Chúng ta cũng tìm đến cái thư mục lưu. Chúng ta cũng chọn cái thư mục lưu. Ví dụ mình chọn desktop. Mình chọn vào AutoCAD K02. Rồi mình đặt lại một cái tên gọi khác. Chúng ta nhấn save. Rồi chúng ta cũng lưu được. Ok chưa? Đó. Thì đây là những cái thao tác cực kỳ là cơ bản thôi. Đây là thao tác cực kỳ là cơ bản. Nó giống như Word, Excel các bạn làm. Nó cực kỳ nhanh. Nó không gì mà khác hết. Rồi ok, như vậy là ở trong cái video đầu tiên này mình đã chia sẻ cho các bạn tổng quan về giao diện cũng như là các cái thao tác sử dụng cơ bản ở trong phần mềm AutoCAD để giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn. Bên cạnh đó các bạn cũng biết được cách các bạn lưu bản vẽ như thế nào, mở một cái bản vẽ mới như thế nào. Nếu như bạn cảm thấy thích video này, các bạn có thể bấm vào nút like ở bên dưới. Hoặc là nếu như bạn chưa đăng ký kênh YouTube này của mình, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để liên tục cập nhật được những cái video mới nhất từ mình nha. Rồi, hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo.